Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Bây giờ là chưa có khẩu súng nào anh em ạ. Ok. Một cái khẩu xuân gan nha các bạn ơi, quá đã. Có thêm bom keo anh em ơi, nào, để coi anh em. Mình sẽ chạy qua phía này. Ui. Đang livestream bị ngớ mũi một xíu anh em ạ. Qua phía này coi. Ui. Ui xôi em ơi. Thương cho em, anh bảo là quỳ xuống cơ mà. Đáng thương quá nhỉ. Đây tôi vừa hạ cụ được một đứa ông ơi. Đâu bạn ơi, từ từ. Mình đang clear mấy đứa ở chỗ này. Ồ, cái nhà này có người anh em ơi. Mình có hai quả liệu nhá. Áo liệu đi em ơi, áo liệu đi em ơi. Ui, ui. Ngồi đâu vậy? Nó đứng đây à? Bắt tử heo. Bắt tử heo. Bắt tử heo. Xanh mọi em ơi. Đây bạn ơi, mình có được 2 kill rồi bạn ơi. Ơ còn bạn đó à? Nghe thấy tiếng chân cảm giác nó lại gần vãi trưởng nha em ơi, từ từ. Từ từ cái đã nào anh em. Nếu mà có thiếu máu thì qua đây tôi vứt máu cho, đây tôi có tận 10 thiếu máu này ông ơi. Có, mình có rồi. Có lẽ căng, đây đây. Mình qua ngay vào đây đây. Ờ kẹo sẽ chạy qua chỗ hồi như lớp anh em ơi. Ui. Gắt thế, gắt thế. Gắt thế ai chơi hả ông? Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhá. Đây kẹo chúc tất cả anh em có một cái buổi tối xem live vui vẻ nhá. Ngày mai thì nó là update phiên bản OB15 rồi các bạn ơi. Ui. Hôn nhê, tôi đây. Một thằng lên đẩy đây chúng mình nhé. Tôi đây ông ơi, tôi đây ông ơi. Ui, tôi đây ông ơi. Ok, đã xong nhá. Cứ lên bọn này dễ thôi mà. Hình như là ngay phía này cũng có người anh em ơi. À cái đậu xanh. Nó chạy xe cả. Xuống xe ơi, xuống xe ơi. Ui. Xanh mọi người nha. Bạn tôi, lại còn kill. Mình có làm gì đâu, mình mới có được 4 kill thôi bạn ơi. Mình có biết cái gì đâu. Ui, thằng nào chơi súng tiểu vậy. Nha. Đây, đây, từ từ. Vừa mới lượm đổi qua được cái khẩu súng đó là tiểu liên MP40 anh em. Đâu bạn, tầng 2 à? Nhà tầng 2 đây à. Mình vừa bắn nó chạy vào trong rồi ông ơi. Thằng này nhát chết không ấy mà. Ngại gì đâu, ui dồi ôi, nó bắn tôi này. Có lẽ thôi, easy mà ông, phải không? Easy không các bạn ơi. Cứu nó, ui không nhỉ. Hai đứa. Nó đang cứu bạn. Coi đây, đây này. Đã xong, nó easy mà anh em, ngại gì đâu. Khá là dễ thì hiện tại mình đã có được đó là 5 kill các bạn ơi. Bây giờ tranh thủ để loot thêm đồ cái đã nào. Wow, cơ bản là kẹo còn chưa có mũ được cơ anh em. Đây, vừa mới lượm được một cái mũ level 2 nha các bạn ơi. Ôi, 33 này, tuyệt vời. Ngon quá nhỉ, có cả giảm thanh nữa này. Nhưng mà hiện tại thì mình không có trang bị giảm thanh đâu. Lý do tại sao thì anh em hãy để Huân Nhi giải thích nha. Huân Nhi, giải thích kìa. Chúng ta có thể cùng trang bị giảm thanh không cả? Mình cùng trang bị á? Thế thì được bạn ơi, nào, cùng trang bị giảm thanh nào. Okay. Lời hứa danh dự, ok, danh dự. Đây tôi vừa trang bị giảm thanh giống ông ơi. Ừ thật sự tôi đùa với ông làm gì. Cùng trang bị thì cùng trang bị luôn. Mình ngại bạn à. Ok. Ở trên này thì mình sẽ lượm thêm một vài cái trang bị ngon nữa anh em ạ. Đã ghê ta. Có thêm lựu đạn với lại bom keo này. Tôi có thương thì mình có 11 túi này. Hơi nhiều đấy. Vứt bớt đi anh em ơi. Vứt bớt đi mà lượm thêm đạn thôi. Đấy đi. Vứt cho mình. Đấy bạn ơi. Mình vừa mới vứt ra vài túi đấy. Dẫn đi bạn ơi. Ôi Huân Nhi, bây giờ tôi với ông chạy đâu hả Huân Nhi? Sorry anh em là bây giờ kiểu như là mình nói nhiều quá. Có xe. Ra giọng nó hơi khàn một xíu nha. Giọng hơi khàn anh em thông cảm nhá. Đây, chúc tất cả anh em ngày mai thì tốt nha. Bây giờ là tầm khoảng là ngày cuối năm rồi anh em ơi, ngày 7 tháng 5 rồi đấy. Anh em là đang chuẩn bị tâm lý nghỉ hè cả rồi, còn các bạn nào mà đang chuẩn bị thi đại học thì chắc là học chắc là học sấp mặt các bạn ơi. Đó. Nếu mà anh em nào bình thường là đang chuẩn bị tâm lý nghỉ hè rồi thì quá ổn rồi, còn sao nữa hả anh em? Thì anh em sẽ có nhiều thời gian để xem video của kẹo hơn này, đấy. Chứ hay là anh em thi xong cái học kỳ cái đã đâu ông ơi, làm gì mình đến tháng 7. Tháng 6 thì... Cuối tháng 6 đâu?
cuối tháng 5 là được nghỉ hè rồi ơi, đối với những cái bạn nào mà không phải thi lên cấp 3 này hoặc là không phải thi đại học ấy. Mình vẫn thi đại học thôi mà. Ừ, ok, thi đại học thì tầm khoảng tầm khoảng cuối tháng 7 thôi. Đó toàn vậy thôi không? Ê, trước mặt cậu ơi. Không cây 345. Ok, 345 á. Ủa, đâu vậy? Đâu vậy ông? À, cái đậu xanh Hồ Nhi ơi. À, Hồ Nhi ơi. Hồ Nhi lặng lẽ ăn mạ này. Cái kết dành cho Hồ Nhi sẽ sớm đến bạn ơi. Bạn nói thế ai mà biết được tôi đang chạy theo đà này. Ông lại cứ đùa tôi, ông hơi bị đùa với tôi đấy nhỉ. Ồ, người bạn Chipper Money. Ok. Đi. Hello nha, và còn lại đó là 19 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này các bạn ơi. Nhanh cố gắng kiếm lấy một cái trận top 1 nhìn các bạn. Top 1 đầu live stream lên cho nó gắt anh em ơi. Kẹo ngày hôm nay thì live đến đó là 23 giờ cơ anh em ơi. Thì kẹo sẽ offline nha các bạn. Cứ từ từ và chúng ta sẽ cùng đi xem mạng nào các bạn ơi. Ui, không có ai ngoài này cả. Đó. Thế để xem thì mình sẽ qua những cái khu khác anh em ạ. Wow, có phía này coi và vẫn đang khá là vắng các bạn ơi. Đây, sẽ chạy qua cái phía này. Wow, cái này là chúng ta lại quay lại cái khu vực thị trấn anh em ơi. Thị trấn ấy cả nghĩ bây giờ là chắc là chẳng còn ai đâu, nhưng mà thôi kệ, chạy qua thì cứ chạy qua thôi, không bị ngại gì cả. Đây, đang có một cái thính nó đang ở khá là gần anh em ơi. Không phải thính nó là xe, nhưng mà motor chắc chạy ngon hơn mà. Đây ông ơi, nhanh chuẩn bị tôi với ông tập kích căn nhà mới kia. Đó, cái nhà mà vừa xuất hiện thêm mấy đứa nó đang ở trong nhà đây không? Đây đây, nhà bắt ra đâu ông ơi. Đây. Lại cái nhà lúc nãy mình đang đứng đây mà. À, nhà bên kia ông ơi, không phải đâu. Bên kia. Đây không ông ơi. Bên này, chúng nó bên này. Bắn nhóc căng vậy, ui. Có lẽ hơi căng đấy nhỉ. Nó mổ nhau không nhá. Đây này. Gạt luôn, ngại gì hả ông? Đây ông ơi, chờ tôi với. Ôi Hồ Nhi, gắt thế hả Hồ Nhi ơi? Hồ Nhi chỉ gắt thế nhỉ? Tôi vừa cho hai quả lựa này ông này. Ui, chắc là xế bong ke thôi, xế thôi ông ơi. Chưa ông ơi. Ok, đã xong. Khá là dễ phải không các bạn ơi? Sao bạn? Ơ, mình có làm gì đâu. Tự nhiên làm quả, mình hiểu mà là sao, ý bạn là sao vậy? Ơ, mình đang chơi một cách rất là bình thường mà, hay là bạn nói mình cái mạng của bạn? Wow. Mày có nói gì đâu. Ơ, tưởng bạn rẻ tiền. Ok, thế bây giờ tôi hỏi ông này, ông có chơi 179 không? Trả lời. Tôi kệ đi, còn hai viên chắc không có chơi. Thế chúng ta đi xem bình thường thôi bạn ơi. Nào, xem mới đi. Ngon. Chạy đi người anh em. Đây, tôi với ông chạy đi xem bạn nào các bạn ơi. Hello anh em và chúc anh em xem live vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc anh em xem live vui vẻ nhá. Ui, anh bán auto exhaust đi. Thôi em ơi, chơi cái đấy nó rẻ tiền lắm em ạ. Chơi làm gì. Bây giờ anh em cầm sấy phải gọi là thú vị này. Kiểu đứng lên ngồi xuống thì nó chán quá rồi anh em ơi. Kẹo đâu có chơi đâu, team của kẹo là không có thích như vậy anh em ơi. Đã từ rất là lâu rồi. Cái này thì nó là cái mẹo chơi Free Fire. Làm sao mà kẹo không biết được. Chỉ có là không có thích chơi thôi anh em ơi. Bởi vì là nó cứ như nào ấy, nó không hay lắm. Đơn giản thôi anh em, ngồi xuống này, bật ống ngắm này, đứng lên này, bắn là auto headshot thôi à. Cái tỷ lệ đó auto headshot cũng khá là cao đấy, nhưng mà thôi kệ đi. Kẻ không có quan tâm anh em ơi. Chỉ là mình thích cái việc đó là căn sọ thủ công hơn, đó. Ngày mai thì nó là cái sự update của phiên bản OB15 thì sẽ có khá là nhiều những cái điều thú vị các bạn ơi. Đón chờ anh em ạ. Thực ra update thì nó là từ 11 giờ trưa đến tận 5 giờ chiều sao ấy. Lâu quá ta anh em. Lúc nào giật đi. Toàn cứ tối mới xong anh em ấy, không update sớm này anh em chơi sớm nhỉ. Vâng, và ở trong cái vài đố này còn lại đó là 9 người chơi nữa anh em ơi. Wow, để coi 9 đứa nữa thì tôi nghĩ là sẽ có thể là chúng ta hạ gục nó dễ dàng thôi, không có khó lắm các bạn ơi. Hello anh em. Đây, chưa có gì cả anh em ơi. Có thể đâu không? Ông cứ chạy đại lên tin đi. Thế qua mấy hòn đảo bên kia coi. Qua cái đảo bên phải đi không? Qua này nó đang thu lại thôi. Qua đảo bên phải vẫn khá là ok này. Bởi vì là nó còn thu tại khu vực công xưởng nữa. Sát thủ ngày hôm nay là không có chơi với team anh em ơi.
Chạy đi ông ơi. Đây, let's go. Có nghe một cái thính, tôi mong là sẽ có người anh em ạ. Có người chúng ta sẽ có thêm mạng thôi. Wow. No one, không một ai cả. Có liên là bạn đây. Ơ, bạn không chơi à? Ơ, bạn chơi xuống gì vậy? What the hell? Bạn chơi combo gì vậy? What the hell? Thế thì ghê rồi. Mình lại sợ quá cơ. À, bây giờ một trong hai người chơi phóng liệt đi, bạn lại không bảo mình sớm. Đấy đấy. Không có sao đâu bạn. Thôi bạn đây, thôi khỏi đi, mình cũng chơi MP Maker cơ. Đấy, thấy xe nó phê hơn phóng liệt bạn ạ. Phóng liệt bây giờ cho nó mặc giáp chúng nổ hết, đâm ra lại khó ăn ông ơi. Nên là kệ đi ông ạ. Bây giờ bạn hỏi vớ vẩn quá nhỉ, anh ơi mất nick thì phải làm sao? Mất nick anh em mua luôn ác mới chơi nhá. Cho nó đơn giản phải không anh em? Khỏi phải suy nghĩ nhiều đó, được chưa các bạn ơi? Nếu anh mất nick thì anh mua ác mới anh chơi thôi, đâu có thời gian đâu anh em mà suy nghĩ nhiều mệt người. Đây. Thính mới anh em ơi. Wow bạn ơi. Hi. Bạn ơi, chuẩn bị quẹo xe. Wow, quẹo xe rẻ tiền anh em ơi. Quẹo xe rẻ tiền anh em ơi. Quẹo xe rẻ tiền anh em ơi. Wow. Ui, nó là thính MVD thôi mà. Tại sao bạn phải chơi quẹo đầu xe như vậy? À. Mình không tin bạn lại làm con người rẻ tiền như vậy. Wow, đừng như vậy Huy Nhi ơi. Đừng như vậy nhá. Đừng như vậy Huy Nhi ơi. Cậu là sao? Các bạn ơi. Ê, bên cầu ơi. Ở đây bên cầu á? Chạy qua. Đâm thẳng rồi ngại gì, tôi đang ở đây cơ mà. Ơ. À đây. Chặn đầu nó. Xuống xem ơi, xuống xem ơi, xuống xem ơi. Đúng rồi, xuống xem ơi. Đúng rồi, xuống xem. Xuống xem ơi. A mà chạy à? 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 Ui, gãy cho em ơi. Nó chưa gãy đâu ạ? Chưa gãy. Ui giời, bạn nào vứt xe hơi ngu rồi, để xe có phải ngon không? Ông lại vứt xe ra chỗ đấy cơ à? Thôi bạn đây, để lên luôn này. Có hai đứa không ơi? Một thằng tới ba, một thằng ở sau còn. Đây bạn, sau bờ rào á? Ok ok. Sau bờ rào nào ông nhỉ? Nó đang chạy này, đang chạy này. Mà chạy à? Quên rồi. Nó chạy ông ơi. Sau bờ rào này làm gì có, nó chạy rồi ông ơi. À đây, đậu xanh. Đậu xanh, ok nốc rồi nhé. Các bạn ơi, thằng bên trên đang bắn mình này. Gắn nó không ơi. Thằng bên trên đang sấy này. Ui, câu liệu à? Đậu xanh phóng liệu này. Chắc xong rồi ông ơi. Hẳn là phóng liệu cả. Team của mình đã sẵn nó quá nhỉ. Thế là kẹo đã clear cả hai đứa rồi anh em. Và đây ở bên dưới như có người sao á? Đây mình clear thằng phía dưới cho bạn ơi. Công bảo hai đứa này cùng một team với nhau thì phải một thằng nữa. Thế từ từ cái đã ông ơi. Dưới cầu á? Đang xem lút thêm đồ của đã ông ơi nào. Bây giờ là không có bom keo này. Cố gắng kiếm lấy em, mày có bom keo tí còn dựng đâu. À, phía trước có người ông ơi, phía trước có người nhá. Đây bạn để coi. Trên nhà, trên nhà. Chỗ nào nhỉ? Nhà 2 tầng, 15. Nhà 2 tầng á, 15 á. Đây à? À chỗ đấy hả? Ok. Tụi nó bắn ông ơi, tụi bắn tốt này. What the hell, bắn căng thế nhỉ? Hơi ngại rồi ông ơi. Tôi còn có bom keo không ạ? Có lẽ là hơi cao đấy. Nhảy xuống à? Nhảy xuống á? Phải không vậy? Let's go nào người anh em. Bảo lát đây này, lên đi cậu ơi. Nó chạy xuống rồi ông ơi, nó chạy xuống rồi. Đây này. Đám móc này ông ơi, đám móc này. Đám móc này, móc à? Ok đây, cứu ngay ông ơi. Tuổi gì chơi với team của anh hả em ơi? Bát thì sợ. Thanh niên này. Chơi láo này này. Ui, bạn đây bạn đây. Cho bắn ghê quá nhỉ. Đây bạn đây. Ui, tí mình đa này bạn đây. Đấy vậy ai chơi nào? Ở ngay cái phía VKB ông ơi. Tí mình canh lại nó luôn. Còn máu cái đã. VKB này nó có giọt thanh ông ơi, VKB nhá. Đang lượm thêm mấy quả bằng keo làm gì mà căng. Đây này, đây này, đây này. À mình ngồi đấy à, à mình ngồi đấy à. Tôi cũng thấy nó rồi ông ơi, thằng này. Ôi chế ghê vậy ông. Hai đứa cái để coi. Đang xem nút nốt cái bông keo ông ơi. Có chảo này, tuyệt vời. Chưa thấy nó chạy lên ông ơi. Bạn để quá lần cả. Bây giờ ông ơi. Tôi đang đứng cho nhà cái đã bạn ơi. Bạn canh thấy thì ghê rồi. Bạn canh thấy thì ghê rồi. Ui. Bạn canh thấy thì ghê rồi. Ui. Canh thấy thì ghê rồi. Đậu xanh này. Nó một nhà bạn ơi. Nó một bạn ơi. Cứu nhau à?
Ok, đã xong. Xong hai đứa rồi bạn ơi. Một đứa nữa bạn ơi, đang chạy lên này, đang chạy lên này. Ui, thằng nào nó bị thằng nào kill giống ấy. Ui, nó bị thằng AFK gì kill ấy. AFK Sadio à, hay cái gì vậy? Nó vừa kill thằng đấy hay là ông kill thằng đấy vậy ông ơi? Đây này. Xong rồi ông ơi. Ok ok, đang công đây. Chạy bot đi, chạy bot đi bạn ơi. Ui, nó đang ngồi hàng rào này. Vỡ đầu nhá. Ui, vỡ đầu nhá. Dựng bong keo, đang nhiều máu rồi ông ơi. Xấy bong keo, tôi xấy bong keo cho. Thằng này làm gì vậy? Đúng rồi, để qua ông ơi. Đúng rồi, xấy nó. Quá tuyệt vời, AFK phi bay à, tuổi gì hả em ơi? Tính chơi với team của kẹo à? Chơi với team của kẹo đâu có đơn giản hả bạn ơi? Đây ông ơi, nhanh ông ơi, lên trên nào. Ôi, chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy? Đây à? Đậu xanh hai đứa nha ông ơi. Nó một nhá, ok, đang clear này. Đang clear này ông ơi, ok, đã xong nhá. Nhân giống này, tuyệt vời. Trời ơi, tuổi gì mấy đứa định chơi team của mình à? Trời ơi, Khuôn Nhi này. Ăn mừng nè các bạn ơi. Ok, quá đã. Như vậy là trong cái bàn hôm nay thì team của mình đã hạ gục tất cả là 20 kill các bạn ơi, ghê chưa anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.